Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 494. Thần Đạo Đan Tôn chương 4939, Ngân Nguyệt Học Viện. Thăm hỏi nữ nhi đương nhiên không cần hầu ca đi cùng. Lăng Hàn xé mở hư không, hắn đi về hướng Nguyệt Hoa Tinh. Sau khi đạt tới cấp giáo chủ, hắn đã nắm giữ năng lực xé mở hư không. Nhưng hắn phát hiện không nhanh bằng truyền tống trận. Không có biện pháp, hắn chỉ là giáo chủ, sau khi đến tôn giả thì năng lực vượt hư không của hắn sẽ nhanh hơn truyền tống trận. Nhưng đã tiến vào hư không, cũng không thể lại lui về, nửa đường quay về thì không được, nào có truyền tống trận cho hắn sử dụng. Cho nên, bỏ ra thời gian nửa tháng, rốt cục Lăng Hàn mới đi tới Nguyệt Hoa Tinh, cảnh còn người mất. Lăng Hàn đứng trước tòa thành lớn, đưa mắt ngắm nhìn tường thành, trong nội tâm của hắn đầy cảm thán. Lần đầu tiên tới nơi này, đó là thời điểm hắn còn chưa bước vào tiên đồ, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn đã là giáo chủ, đủ để quét ngang toàn bộ Ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Hoàng Triều cũng không có tôn giả tọa trấn, nếu không, khi đó cũng không cần trắc trở lớn như thế, còn phải dẫn lão tôn giả của Thanh Long Hoàng Triều xuất hiện, dựa vào trận pháp vây đánh. Dù là như thế, bọn họ vẫn để lão tôn giả chạy đi, lưu lại tai họa ngầm. Chỉ trong chớp mắt đã sắp trăm năm, người bình thường cũng sớm quên đi Thanh Long Hoàng Triều. Lăng Hàn cảm thán một hồi, lúc này hắn mới đi vào trong thành. Đương nhiên hắn phải dịch dung, hắn còn thu liễm khí tức, diễn hồn thuật bao phủ, hiện tại hắn có thực lực giáo chủ, cho dù đứng ở trước mặt tôn giả chưa chắc nhận ra. Huống chi trên tinh thể nhỏ xa xôi này chưa chắc có bao nhiêu người biết hắn là ai. Lăng Hàn cũng dò xét vị trí của Ngân Nguyệt Học Viện, sau đó phát động tinh bộ, hắn xuất hiện trong một thành thị khác. Hắn thả chậm tốc độ, sau đó hỏi thăm nữ nhi của mình. Hắn không cần thiết làm việc nhiều gì khác. Dạo chơi, hắn đi tới Ngân Nguyệt Học Viện. Thật nhiều người. Hắn vừa định hỏi thăm, lại bị người phía sau chen chúc lên trước. Nhanh lên nhanh lên, thời gian báo danh hết hạn chính là hôm nay, nhanh. Người phía vừa đẩy vừa reo lên. Báo danh hết thời gian. Lăng Hàn bình thản, hắn tiến vào trong học viện. Thì ra Ngân Nguyệt Học Viện muốn tuyển nhận học sinh, hôm nay là ngày hết thời hạn, cho nên những người từ địa phương thật ra đều cuống lên, như thế nào cũng phải báo danh trước, có thông qua hay không là chuyện sau này. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hắn cười cười, tốt, vậy hắn sẽ thi vào học viện, cũng là đồng môn với nữ nhi vài ngày. Hắn thành thành thật thật báo danh theo mọi người, ở trên tư liệu, hắn đương nhiên sẽ ghi hai chữ Hàn Lâm. Đêm nay, bọn họ đều chờ ở quảng trường học viện. Võ giả nha, nếu không chịu được chút khổ này, tu hành cái rắm gì chứ? Sáng sớm hôm sau, tất cả người báo danh tập hợp lại, tiếp theo là sàng chọn. Học viện chọn đệ tử, đương nhiên sẽ xem thiên phú và nhân phẩm. Thiên phú võ đạo không được, như vậy sẽ lãng phí tài nguyên cùng thời gian, mà nhân phẩm không đạt, cho dù bồi dưỡng ra cũng thành tai họa. Nhân phẩm là thứ khó dùng mắt đánh giá nhất, hơn nữa cũng có thể ngụy trang, cho nên lâu ngày mới biết lòng người, tuyệt đối không phải hiện tại có thể nhìn ra được. Nghe nói, lần này danh ngạch tuyển nhận vô cùng có hạn, chỉ có 100 cái. Mới 100 cái, ai, ta không nghe lầm chứ. Người có tin tức linh thông nói nhỏ tin tức mình nghe được, từ đó dẫn tới bàn tán xôn xao. Cho dù như thế, mọi người vẫn không từ bỏ. Bọn họ mang theo hy vọng tới đây, đương nhiên không có khả năng xám xịt rời đi. Mà vạn nhất thì sao? Lần này còn có mấy siêu cấp thiên tài tới, như Đinh Lương, Y Tử Mặc, Phòng Phi Bạch, tất cả đều danh chấn một phương. Cái gì? Những người này đều tham dự. Uy uy uy, bọn họ tới, chúng ta chỉ có thể xem náo nhiệt, không phải là bị học viện đặc chiêu sao. Ha ha, nghe nói là Đinh Lương khăng khăng muốn tham gia sàng lọc công bằng, từ đó chứng minh thực lực của mình. Bởi hắn làm như thế, Y Tử Mặc, Phòng Phi Bạch cũng từ bỏ danh ngạch đặc chiêu, nhất định phải tham gia sàng lọc. Song đời, vốn chỉ có 100 cái danh ngạch, hiện tại mất đi 3 cái. Tất cả mọi người thở dài, bọn họ tự hiểu lấy mình, cho dù thế nào cũng khó thành đối thủ của 3 người kia. Xem phân khu đi, chỉ cần không phân khu chung với bọn họ, vậy chúng ta vẫn có hy vọng được chọn. Rất nhanh, có lão sư học viện tới công bố quy tắc tranh tài, cũng chia người ghi danh thành 3 khu lớn, mỗi khu lớn có thể chọn ra 20 người. 5 người đứng đầu sẽ trực tiếp tiến vào học viện, những người còn lại sẽ tranh đoạt một nửa danh ngạch. Sau đó, chính là phân khu. 3 người Đinh Lương, Y Tử Mặc,
Phòng Phi Bạch việc nhân đức không nhường ai, bọn họ trở thành tuyển thủ hạt giống, tuyệt đối sẽ không phân cùng một khu, mà những thiên tài trẻ tuổi khác cũng phân ra. Những người khác nghe tuyên bố ở chung đại khu với đám người Đinh Lương thì cau mày, ý nghĩa bọn họ sẽ ít đi một danh ngạch. Rất nhanh, tất cả mọi người đều hoàn thành phân khu. Lăng Hàn may mắn hơn, hắn cũng không phải nhân vật nổi danh, trong tổ này có tới 400 người ma sát quyền trưởng, chuẩn bị làm lớn một vố và tranh đoạt danh ngạch. Ha ha, tiền binh dự định một cái danh ngạch. Một thanh niên cười to nói, tiền binh, ai vậy? À, dường như là thiên tài nổi danh ở Bố An Trấn. Nhưng chỉ là người đi ra từ trấn nhỏ, có gì đặc biệt hơn người? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà tiền binh lại cao ngạo khiêu khích mọi người, có ai không phục, ta hiện tại sẽ đánh phục hắn. Ta không phục. Lúc này có người bước ra, nhưng tiền binh chỉ dùng một chiêu đánh ngã người đó. T, tất cả mọi người đều chấn kinh, có nghề hay không, cứ nhìn xuất thủ thì biết. Tiền binh không thể khinh thường. Thấy đem mọi người bị chấn nhiếp, tiền binh dương dương đắc ý, lúc trước hắn vẫn ẩn mình, cho nên hiện tại mới có chút danh. Tiếng, hắn muốn một tiếng hót kinh người, nếu không, hắn tin tưởng danh tiếng của mình không yếu hơn đám người Y Tử Mặc. Hả? Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, chỉ thấy người này bình chân như vậy, dường như căn bản không có đặt hắn vào trong mắt. Tiền binh lập tức khó chịu, nhưng còn không đợi hắn bão nổi, lão sư học viện lại tới, cảnh cáo bọn họ không được tự mình động thủ, nếu không, toàn bộ hủy bỏ tư cách tranh tài. Lời này làm tiền binh không dám làm loạn, nhưng ánh nhìn về phía Lăng Hàn đã mang theo địch ý. Tất cả mọi người đều nhìn vào trong mắt, đều cảm thán thay Lăng Hàn, thầm nghĩ đây thật là tai bay vạ gió, mà tiền binh cũng quá tiểu nhân. Sau đó chính là kiểm tra thiên phú, dùng đại khu làm đơn vị. Lăng Hàn tùy ý ứng phó một chút, tư chất không được tốt lắm cũng không tính kém, đúng quy đúng củ, mà tiền binh, thiên phú võ đạo của hắn là cao nhất. Đương nhiên, đây chỉ là tiêu chuẩn phán đoán của Ngân Nguyệt Học Viện, muốn Lăng Hàn nói, loại tư chất này chỉ miễn cưỡng tiến vào tông môn cấp chân quân. Tiền binh kiểm tra kết thúc, hắn cười nhạo Lăng Hàn. Ừ. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4940, trời mưa đánh hải tử. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, lấy độ cao của hắn hiện tại, hắn cần đặt tiểu tu sĩ trong lòng hay sao? Khó chịu, trực tiếp một ngón tay ấn chết là được. Sau khi kiểm tra vòng thứ nhất, mỗi người đều bị chia ra, tiền binh xếp hạng cao nhất. Mà Lăng Hàn thì kẹt ngoài 20 người, không cẩn thận sẽ bị đào thải, nhưng chỉ cần tiến thêm một bước thì hắn qua ải. Kiểm tra vòng thứ hai, ngộ tính. Lão sư học viện sẽ dạy một chiêu kiếm pháp ở hiện trường, ai có thể diễn lại thuần thục sẽ qua cửa, thời gian càng ngắn càng tốt. Lấy thực lực cùng ngộ tính của Lăng Hàn, loại kiếm pháp này, hắn chỉ nhìn một lần là có thể thi triển, nhưng hắn cũng không muốn rêu rao, trong đầu chỉ. Thôi diễn võ đạo của mình, chỉ chốc lát, tiền binh đã đi lên trước diễn luyện, mặc dù có chút sai lầm nhỏ nhưng vẫn tính là vượt qua kiểm tra. Hắn vô cùng đắc ý, liên tục đứng thứ nhất hai vòng hắn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại khu. Lần nữa nhìn về phía Lăng Hàn, khóe miệng của hắn còn mang theo nụ cười lạnh, không quản Lăng Hàn có bị học viện chọn chúng hay không, hắn sẽ làm cho đối phương ăn nhiều đau khổ. Người thứ hai thứ ba đi lên diễn luyện kiếm pháp. Chờ tới khi có 20 người qua ải, Lăng Hàn cũng đi lên phía trước. Dùng chân thi triển kiếm pháp rất tùy ý, hắn cũng thuận lợi qua ải. Hắn là tùy tiện, nhưng lão sư học viện lại lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, Lăng Hàn sử dụng kiếm chiêu mới là chân chính, thậm chí còn thuần thục hơn cả hắn. Hơn nữa, bên trong kiếm chiêu còn có nhược điểm nho nhỏ chính là thói quen của hắn tạo thành, cho dù thế nào cũng không đổi được. Những người khác chỉ bắt chước khuyết điểm này, chỉ có Lăng Hàn ngoại lệ, hắn sửa khuyết điểm này. À, đây là ngẫu nhiên hay thiên phú võ đạo của kẻ này kinh người, chủ động đi bù đắp. Hắn cũng lưu tâm tới Lăng Hàn, hắn nhìn rất chăm chú. Tiền binh cũng phát hiện, trong lòng của hắn tức giận. Hắn là người thông qua đầu tiên, cũng không có thấy lão sư chú ý tới hắn, tại sao lại đặt lực chú ý lên kẻ không chút thu hút chứ? Tiền binh không dám hận lão sư học viện, món nợ này cũng tính lên đầu của Lăng Hàn. Hai vòng qua đi, không ít người đều than thở, không vào 30 người đứng đầu, cố gắng cũng vô dụng, căn bản là không có cách nào tăng bài danh lên. Vòng thứ ba, cũng là một vòng cuối cùng, chính là thực chiến. Các ngươi có thể tự chọn lựa đối thủ, sau đó giao chiến,
ta sẽ căn cứ vào biểu hiện mà chấm điểm. Lão sư học viện nói, mọi người vội vàng tổ đội của mình, tìm người có lực lượng ngang nhau, nếu không sẽ tự chuốc lấy đau khổ. Ngươi, tiền binh chỉ vào Lăng Hàn, làm đối thủ của ta. Đây, thật là một cơ hội tốt. Lăng Hàn mỉm cười, tốt. Lần này ngày mưa đánh hài tử, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Tìm xong đối thủ thì có thể lên đây, bắt đầu trước. Lão sư học viện nói, ta tới trước. Tiền binh lớn tiếng nói, hắn đi ra ngoài. Lăng Hàn 10 phần tùy ý, cũng đi ra. Xong đời. Gia hỏa này vốn chỉ xếp khoảng 20, hắn vốn có hy vọng tiến vào học viện, nhưng hắn khẳng định đánh không lại tiền binh, nếu như bị đánh thảm bại, hắn có thể đạt được bao nhiêu điểm. Đúng là tai bay vạ gió. Xịt, nhỏ giọng một chút. Không ai xem trọng Lăng Hàn, bởi vì tiền binh lúc trước thông qua 2 vòng khảo nghiệm đã chứng minh thực lực của mình. Tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận sao? Tiền binh cười lạnh. Lăng Hàn lắc đầu, có thể động thủ thì so tài đi. Ngươi có dũng khí như thế. Tiền binh sững sờ, sau đó uy nghiêm đáng sợ cười ha hả. Tiểu tử, mặc dù ngươi ngu xuẩn đến đáng thương, nhưng ta vẫn bội phục dũng khí của ngươi. Hắn nhanh chân đi về phía Lăng Hàn, tay phải giơ lên cao cao. Hắn nhất định sẽ làm cho Lăng Hàn biết rõ cái gì gọi là thống khổ cùng hối hận. Hắn vung tay phải tát Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất trường, nhẹ nhàng, nhìn như không có chút lực lượng nào. Nhưng một trường của hắn phát sau tới trước, tát thẳng vào mặt của tiền binh. Quả nhiên, một trường này không mang theo bao nhiêu lực lượng, tát vào mặt tiền binh, nếu như vậy cũng thôi, tiền binh công kích đánh vào khoảng không. T. Người quan chiến đều kinh ngạc, thậm chí cảm thấy khủng bố. Muốn nói Lăng Hàn lực lớn vô cùng, một tay đánh bay tiền binh thì mọi người sẽ tiếp nhận, dù sao cũng là cảnh giới chiếm ưu thế, ở trong giới võ đạo, cảnh giới cao thắng cảnh giới thấp rất bình thường. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn xuất ra một trường lực đạo quá nhỏ, nhỏ mức chỉ làm tiền binh lảo đảo. Càng kinh khủng chính là, tiền binh công kích lại đánh hụt. Đây là trùng hợp sao? Nếu như không phải như vậy, Lăng Hàn khống chế lực lượng tinh diệu. Tới mức nào? Da đầu của bọn họ run lên, càng làm bọn họ sợ hãi. Tiền binh giận dữ, một tát đánh hắn không đau không ngứa, hoàn toàn không có tạo thành tổn thương, nhưng bị tát trước mắt bao người, hắn có thể nuốt sỉ nhục này hay sao? Ngươi đáng chết. Hắn phát điên, liều mạng tấn công Lăng Hàn. Nhưng mà, đừng nói hắn chỉ vừa bước vào tiên đồ, cho dù hắn cùng là giáo chủ như Lăng Hàn muốn thu thập như thế nào thì thu thập như thế nào, cũng không có chút độ khó nào. 3, 3, 3. Lăng Hàn tùy ý vung trưởng, tiếng tát tai thanh thúy vang lên. Tất cả mọi người xem ra, Lăng Hàn thật sự quá dễ dàng, rõ ràng chỉ là một trưởng bình thường dễ dàng tránh né nhưng tiền binh lại chủ động đưa mặt cho hắn đánh. Chuyện này quá quỷ dị, mọi người khiếp sợ nhìn hắn, ngay cả lông mao cũng dựng đứng. Tiền binh không cam lòng, hắn thấy lực lượng, tốc độ của Lăng Hàn đều yếu hơn hắn, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương giống như nắm giữ tà thuật, từ đó hắn đánh không trúng. Cho nên, hắn cắn chặt hàm răng, thầm nghĩ chỉ cần bắt được một cơ hội, hắn phản công thành công, khi đó Lăng Hàn sẽ biến thành thịt cá trên thớt, mặc hắn xâm lược. Đáng tiếc là, cảnh tượng này vĩnh viễn không xuất hiện. Tốt rồi, dừng lại đi. Cuối cùng, lão sư học viện không nhìn nổi nữa, hắn kêu dừng chiến đấu. Mặc dù Lăng Hàn tát không nặng nhưng dù sao vẫn có chút phân lượng, mấy chục mấy trăm tát chồng lên nhau, 2 má của tiền binh đã sưng to lên. Tiền binh không thể không dừng tay, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, ánh mắt bốc hỏa như muốn ăn người. Hắn vẫn cảm thấy thực lực của Lăng Hàn yếu hơn hắn, đối phương chỉ nắm giữ tà thuật mà thôi. Đi xuống, lão sư học viện kêu lên. Bỏ ra thời gian nửa ngày, kiểm tra thực chiến đã kết thúc, qua 3 lần, 20 người của mỗi khu vực đều xuất hiện. Ở đại khu của Lăng Hàn, tiền binh không thể người trở thành thứ nhất. Hắn bại bởi Lăng Hàn, hắn bị sỉ nhục nhưng không phải bởi vì hắn yếu, mà là Lăng Hàn quá mạnh, cho nên hắn chỉ đứng trong 5 hạng đầu. Lăng Hàn cũng giống vậy, dựa vào vòng cuối phát uy mà đứng vào 5 hạng đầu, trực tiếp bị chọn vào học viện, không cần lại tham gia so tài kèm theo. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4941, ức hiếp nữ nhi của ta. 50 người đứng đầu bị một tên lão sư mang đến khu ký túc xá học viện, bọn họ đều là hạt giống tương đối tốt, ngày sau sẽ bồi dưỡng trọng điểm. Lăng Hàn đi ra,
hắn cất bước trong học viện để tìm nữ nhi. Ở phía sau của hắn, tiền binh lặng lẽ đi theo. Hắn không cam tâm, hắn vốn là kẻ đứng đầu, nhưng bây giờ lại không một tiếng hót kinh người như kế hoạch, cho nên hắn cực hận Lăng Hàn. Hắn lặng lẽ đi theo Lăng Hàn, đương nhiên muốn chờ Lăng Hàn đi đến chỗ hẻo lánh nào đó, hắn sẽ nhân cơ hội xuất thủ, từ đó hành hung Lăng Hàn một trận. Nếu không, hắn làm sao nuốt cơn tức này? Thực lực của đối phương khẳng định không có mạnh bằng hắn, chỉ ỷ vào tà thuật mà thôi, cho nên hắn công kích từ phía sau, nhất định sẽ đánh Lăng Hàn không kịp trở tay. Học viện rất lớn, Lăng Hàn vận dụng thần thức, hắn nhanh chóng định vị vị trí của Lăng Hy. Khóe miệng của hắn cong lên, sau đó hắn đi về hướng đó. Không lâu sau đó, hắn đi tới một khu rừng rậm. Lăng Hy ở chỗ này. À, hắn hơi sững sờ, chỉ thấy một bóng người bay qua bầu trời, cũng đáp xuống rừng rậm. Có thể dựa vào nhục thân bay, ít nhất cũng là sinh đan cảnh. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, hắn thả thần thức ra và thu hết tất cả vào trong mắt. Khốn kiếp, tại sao ngươi không tiến vào? Ở phía sau của hắn, tiền binh suýt nữa tức giận bốc khói. Nếu như Lăng Hàn tiến vào rừng rậm, hắn sẽ tiềm hành đi qua và khởi xướng đánh lén, từ đó hành hung Lăng Hàn một trận. Nhưng bây giờ, mặc dù xung quanh ít người nhưng vẫn có người có thể nhìn thấy, hắn không muốn bị người ta nhìn thấy. Chỉ có hắn cùng Lăng Hàn, mọi người không có chứng cớ. Không có biện pháp, hắn lại không thể thúc Lăng Hàn, chỉ có thể chờ mong trong lòng, gia hỏa này nhanh tiến vào rừng cây đi. Trong rừng rậm, Lăng Hy đang luyện kiếm, nàng đã bước vào sinh đan cảnh, thời gian chưa tới 100 năm nhưng nàng từ phàm nhân tiến vào tiên đồ bậc 3, tiến cảnh nhanh chóng khó có thể hình dung. Không hổ là con gái của Lăng Hàn. Xèo, một bóng người đáp xuống, đó là nam tử mặc trang phục màu xanh, hắn mang một thanh bảo kiếm, tóc đen, áo choàng trắng, gương mặt như đao gọt, toàn thân tỏa ra khí chất bừng bừng. Lăng Hy nhìn thấy liền thu hồi kiếm, chắp tay nói, thích sư huynh. Nam tử mặc trang phục màu xanh này họ thích, tên Vô Úy, là thiên chi liêu tử trong Ngân Nguyệt học viện. Hắn nhìn về phía Lăng Hy, hắn cười nói, sư muội đang luyện kiếm sao? Không phải ngươi đang nói nhảm sao? Lăng Hy chỉ cười nhạt một tiếng, hắn không tiếp lời, ý tứ này đã rất rõ ràng, không có việc gì, ngươi có thể đi. Thích Vô Úy không có giác ngộ như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hy, ánh mắt mang theo ái mộ không che giấu được, sư muội, ngươi có thiên phú võ đạo thật kinh người, ta nhớ ngươi mới vừa vào học viện chỉ là nhị đỉnh, nhưng bây giờ cũng đã bước vào sinh đan, tiến cảnh thật kinh người. Lăng Hy lại lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, thích sư huynh, nếu không có chuyện gì, ta cần chuyên tâm luyện kiếm. Thích Vô Úy đụng phải một cây đinh mềm, hắn không vui, hắn cũng biết tính cách của Lăng Hy. Hắn mỉm cười, lần trước nói chuyện với sư muội suy tính như thế nào? Trong mắt của Lăng Hy bắn ra một tia sát ý, nàng gần đây đối xử mọi người dịu dàng hiền lành, nhưng nếu người nào thật cho rằng nàng không tức giận vậy thì sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Bởi vì nàng chính là nữ nhi của Lăng Hàn. Thích sư huynh, lần trước ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi. Thái độ của nàng chuyển sang lạnh, lẽo. Ta là phụ nữ có chồng, xin thích sư huynh cẩn thận lời nói, tự trọng. Sư muội, ta thực sự thích ngươi. Thích Vô Úy vội vàng nói. Ta cũng không ngại ngươi đã lập gia đình, thực, ta hoàn toàn không ngại. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, hơn nữa thiên phú võ đạo kinh người như thế, hắn đương nhiên không ngại. Ta ngại. Lăng Hy lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi có thể rời đi. Không nói cút đã đủ khách khí. Thích Vô Úy lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, sau nhiều lần bị cự tuyệt, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Lăng Hy, không nên được cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Hắn nói, ta là ai? Ảnh Nguyệt Hoàng triều chú ở Nguyệt Hoa Tinh, là con trai của Hoành Thiên đại tướng quân Thích Long Đồ. Ta để ý ngươi, đó là phúc duyên 18 đời tổ tông của ngươi tu luyện có được. Cút! Lăng Hy chỉ ra ngoài rừng rậm, nàng cũng bị chọc giận. Hừ! Lúc này ngươi không đi theo ta, ta sẽ giết nam nhân của ngươi. Thích Vô Úy nói. Chỉ là một sinh đan cảnh mà thôi, với thực lực của phủ tướng quân, không cần tốn nhiều sức. Ngươi, Lăng Hy vừa tức vừa giận, không nghĩ tới Thích Vô Úy lại dùng ám chiêu vô sỉ như thế. Như thế nào? Thích Vô Úy cũng không muốn sử dụng một chiêu này, như thế chỉ tạm thời đạt được thân thể và thuận theo của Lăng Hy, mà hắn lòng tham, muốn càng nhiều. Nhưng người còn không chiếm được, hắn làm sao chiếm được tâm? Lăng Hy không nói, đương nhiên nàng không có khả năng đáp ứng, nhưng làm như thế nào mới có thể giúp Phù Thiên Hành thuận lợi chạy ra khỏi Nguyệt Hoa Tinh Đù? Thời gian của ngươi không nhiều,
Sự kiên nhẫn của ta có hạn, Thích Vô Úy tiến một bước bức bách. Ha ha, đời thứ 18 như ta lại không có phúc phận như thế. Thân thể Lăng Hàn khẽ động, hắn xuất hiện bên ngoài rừng rậm và cười nói. A, à, tiền binh sững sờ, tại sao Lăng Hàn biến mất? Hắn vội vàng đuổi theo, hắn đi tới bên cạnh rừng rậm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Bên trong rừng rậm, nghe được lời của Lăng Hàn, Lăng Hy lập tức lộ kích động. Là giọng của phụ thân, nàng làm sao không nhận ra chứ? Hiện tại là thời điểm nàng bất lực nhất, nhưng phụ thân lại là xuất hiện đúng lúc, nàng cảm thấy ấm áp và có chỗ dựa. Cho tới nay, nàng tràn ngập lòng tin vào phụ thân, chỉ cần Lăng Hàn xuất hiện, vậy thì không có chuyện không thể giải quyết. Đây là sự thật, đó là nữ nhi sùng bái phụ thân. Ngươi là ai? Thích Vô Úy sững sờ, tại sao có người xen vào? Còn 18 đời, ngươi cũng không phải trưởng bối của Lăng Hy, ngươi dám nói như thế. Hắn không nhịn được và nói, thừa dịp ta còn chưa tức giận, ngươi lập tức cút cho ta. Nhưng mà, chuyện kế tiếp làm mặt hắn biến thành màu xanh. Chỉ thấy Lăng Hy nhào ra ngoài, nàng như chim bay vào rừng, cũng tiến vào ngực Lăng Hàn và ôm chặt đối phương. Móa, Thích Vô Úy giận tím mặt, hắn thất vọng không cách nào hình dung. Hắn vẫn cho rằng Lăng Hy là liệt nữ trong trắng, cho dù hắn dụ hoặc đủ cách nhưng đối phương không quan tâm. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng lại ôm ấp yêu thương với nam nhân xa lạ. Người này tuyệt đối không phải Phù Thiên Phủ. Thao, thì ra ngươi là tiện nhân, thế mà còn dám giả thanh cao trước mặt ta, thật sự là không biết xấu hổ. Lăng Hàn vỗ vỗ vai nữ nhi, sau đó nhìn về phía Thích Vô Úy, ngươi tự sát đi. Dám uy hiếp nữ nhi của hắn, ngươi đang tìm đường chết. Lúc này, tiền binh lặng lẽ tiến tới đây, hắn xuyên thấu qua lá cây và nhìn thấy cảnh này. Đây chính là Thích Vô Úy à, hắn làm sao không nhận ra thiên chi kiêu tử này chứ? Lăng Hàn lại dám chống đối Thích Vô Úy. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4942, gọi ta là anh hùng. Thích Vô Úy bật cười, ngươi lấy đâu ra tự tin như thế? Hắn lắc đầu, ngươi biết ta là ai không? Ngươi là một cỗ thi thể. Lăng Hàn từ tốn nói, cho dù ngươi khi còn sống là ai, sau khi chết chính là một cỗ thi thể, không người nào quan tâm ngươi là ai. Làm càn, Thích Vô Úy hừ một tiếng, nhìn quần áo trên người của Lăng Hàn thì hắn giật mình. Ta đã biết rồi, hôm nay là thời gian học viện tuyển nhận tân sinh, mà ngươi cũng không có mặc trang phục thống nhất, nói rõ ngươi vừa tiến vào học viện. Hắn nghĩ thông suốt, khó trách Lăng Hàn phách lối như vậy, hoàn toàn không đặt mình vào trong mắt, thì ra là người mới. Nhưng mà, hắn càng tức giận. Rõ ràng chỉ là một người mới nhưng lại làm cho Lăng Hy ôm ấp yêu thương, so sánh với nhau, hắn tính là cái gì? Còn không bằng người mới, việc này có thể không làm hắn tức điên hay sao? Ngươi là tiện nhân, cho dù muốn tìm nam nhân, ngươi cũng nên tìm cao cấp một chút. Thật sự là muốn chết, Thích Vô Úy uy nghiêm đáng sợ nói ra, sát ý đan vào nhau. Nói, hắn còn nhìn thoáng qua phương hướng của tiền binh, cho rằng hắn không có phát hiện sao. Ngây thơ, trái tim của tiền binh đập loạn, mặc dù hắn tự cho mình rất cao nhưng hắn cũng hiểu lấy mình, hắn hoàn toàn không có khả năng so sánh với Thích Vô Úy, cho dù bản thân hay ra thế. Hiển nhiên, đối phương đã xem hắn và Lăng Hàn là cùng một bọn. Hắn oan, nếu bởi vậy bị Thích Vô Úy giết người diệt khẩu, hắn có làm quỷ cũng không nhắm mắt. Thế nhưng mà, bị Sinh Đan Cảnh liếc mắt nhìn, trong lòng của hắn run rẩy, căn bản không dám động ngón tay, huống chi là quay người chạy trốn. Xong, xong đời, hắn nói thầm trong lòng. Hắn chỉ muốn giáo huấn Lăng Hàn một trận, nhưng còn bây giờ thì sao, chính mình đang tự tìm xui xẻo. Lăng Hàn lắc đầu, không chọn đúng không, ta sẽ quyết định giúp ngươi. Muốn chết. Thích Vô Úy giết về phía Lăng Hàn, hắn xuất ra một trường, hắn hoàn toàn không ngại đánh chết Lăng Hàn, với bối cảnh của hắn có thể tùy tiện giải quyết hậu quả. Oanh! Chiến lực của Sinh Đan Cảnh bộc phát hoàn toàn. Lăng Hàn duỗi ra một chỉ, hắn bắn, bành, một đạo. Kình lực xuyên thủng trán của Thích Vô Úy, xuyên từ trán ra sau lưng và bắn ra một đám máu tươi. Thích Vô Úy mở to mắt ra, hắn hoàn toàn không thể tin được, bản thân mình lại không địch lại Lăng Hàn. Chỉ là một tân sinh, ngươi chỉ là một tân sinh mà thôi. Mang theo dạng không cam lòng này, hắn ngã sắp xuống và sinh cơ toàn diệt. Khốn kiếp! Cách đó không xa, tiền binh giật mình.
hắn nhìn thấy cái gì? Thích Vô Úy lại bị Lăng Hàn đánh chết tại chỗ. Trời, gia hỏa này có thực lực gì, sinh đan cảnh không địch nổi một chiêu của hắn. Thích Vô Úy chết rồi, hắn vốn nên cao hứng, sẽ không bị tai bay vạ gió, nhưng Lăng Hàn sẽ bỏ qua cho mình sao? Nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu. Lăng Hàn không có đặt Thích Vô Úy trong lòng, hắn cười nói với Lăng Hy, chịu ủy khuất sao? Còn tốt. Lăng Hy lắc đầu, nàng và Phù Thiên Hành ra ngoài lưu lạc thiên hạ, bọn họ có giác ngộ đối mặt với khó khăn. Bởi vì Thích Vô Úy quá mức hèn hạ mới làm cho nàng không biết nên giải quyết như thế nào. Đi thôi. Lăng Hàn vỗ vỗ vai nữ nhi, không thể không nói, hắn bất công, trong tất cả con cái, hắn sủng ái nhất đứa con này. Ân. Lăng Hy gật đầu. Hai phụ tử bọn họ mênh ngang rời đi, đều không có xem cái chết của Thích Vô Úy là chuyện to tát, cho nên cứ mặc thi thể nằm ở đó. Thật lâu sau, Tiền Binh mới co quắp nằm trên mặt đất. Ta còn sống. Hắn thở ra, toàn thân của hắn ướt đẫm. Lăng Hàn không có phát hiện chính mình sao? Không có khả năng. Ngay cả Thích Vô Úy cũng phát hiện tung tích của hắn, Lăng Hàn mạnh hơn Thích Vô Úy không phát hiện. Nhưng đối phương không có giết chính mình, đây là khinh miệt trần trụi. Tiền Binh bắt đầu còn cảm thấy may mắn, nhưng bây giờ gương mặt đầy dữ tợn, hắn bị hoàn toàn không thấy. Bị đối thủ không nhìn chính là nhục nhã lớn nhất, người ta không ngại sự tồn tại của hắn, cũng xem thường diệt khuẩn. Đáng chết, đáng chết. Hắn siết chặt nắm đấm, trên cổ nổi gân xanh. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Không giết ta, đây là sai lầm lớn nhất trong đời của ngươi. Hắn nhanh chân rời đi đi. Hắn đi tới khu vực cao tầng của học viện. Hắn muốn đi mật báo. Hừ, giết Thích Vô Úy, chẳng lẽ ngươi còn không quan tâm? Phủi mông một cái là rời đi. Đi chết đi. Phụ thân, không sao chứ? Sau khi đi một hồi, đột nhiên Lăng Hy hỏi. Không sao. Lăng Hàn lắc đầu, nếu thích ra tìm tới cửa. Nàng lại hỏi một câu, vậy thì toàn bộ làm thịt. Lăng Hàn thản nhiên nói, tặc tử kia dám uy hiếp ngươi, đó là bởi vì hắn có bối cảnh, ta không có chủ động đi tính sổ với bọn chúng còn dám dây dưa không rõ, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hắn bao che khuyết điểm cỡ nào, mà nữ nhi lại là cục thịt trong lòng của hắn, hiện tại có người sử dụng thủ đoạn hèn hạ ức hiếp nữ nhi của hắn có thể không phẫn nộ sao? Dù sao hắn không phải sát thần, hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng thích gia nhất định không biết tốt xấu cũng hợp tâm ý của hắn. Trở lại nơi ở của Lăng Hy, vừa đúng lúc Phù Thiên Hành đi ra, thấy Lăng Hy thân thiết kéo tay nam nhân xa lạ, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó lại vui mừng, nhạc phụ. Hắn rất tín nhiệm Lăng Hy, cho nên có thể làm cho Lăng Hy không tránh hiểm nghi kéo tay như thế, vậy trừ Lăng Hàn còn ai? Tướng mạo không hợp không thành vấn đề, dưới tiên đồ cũng có thể tùy tiện thay đổi hình dáng. Lăng Hàn gật đầu, Phù Thiên Hành cũng bước vào sinh đan cảnh, thực lực cũng không kém Lăng Hy. Hắn rất xem trọng tên đồ đệ này, mà Phù Thiên Hành cũng không phụ kỳ vọng của hắn. Vào trong phòng, Lăng Hy không nhịn được hỏi những chuyện mấy năm qua của Lăng Hàn. Lăng Hàn nói những sự việc trọng yếu, sau đó lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo đưa cho, đầy đủ giúp phu thê Lăng Hy đột phá chân ngã cảnh. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng nói ồn ào vang lên. Người ở bên trong, mau mau ra đây. Có người quát, lớn. Phù Thiên Hành sững sờ, hắn và Lăng Hy tiến vào Ngân Nguyệt học viện đều rất điệu thấp. Tại sao đột nhiên có người tìm tới? Xảy ra chuyện gì? Lăng Hy giải thích, phụ thân giết Thích Vô Úy. Giết tốt. Phù Thiên Hành lập tức vỗ tay một cái. Ta thấy tên hỗn đản kia nhìn ngươi với ánh mắt là lạ. Có phải hắn muốn làm gì với ngươi? Nhạc phụ vừa lúc gặp được. Đoán thật chuẩn. Lăng Hàn vươn người đứng dậy, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Ngươi chính là hung thủ giết Thích Vô Úy. Ở cửa ra vào có mười mấy người, một người cầm đầu hơn 40 tuổi, nhìn thấy Lăng Hàn đi ra thì quát lớn. Hung thủ? Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi dùng sai từ ngữ, ta cũng không phải hung thủ. Ân, không phải ngươi là ai? Chính là hắn. Tiền Binh vội vàng nhảy ra, dùng tay phải chỉ vào Lăng Hàn. Hắn cường diệu nói với trung niên kia, dáng vẻ sợ Lăng Hàn chống chế. Lăng Hàn cười một tiếng, không nên kích động, không nên kích động, người đúng là ta giết, nhưng nên gọi ta là anh hùng vì dân trừ hại. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4943, Phản Quân. Anh hùng, nam tử trung niên kia vừa tức vừa nộ,
chỉ vào Lăng Hàn nói, ngươi biết Thích Vô Úy là ai không? Không biết. Lăng Hàn lắc đầu, cũng không hứng thú biết rõ. Hắn giết cả thế hệ Hoàng Kim, trên đời này có ai mà hắn không dám giết? Hơn nữa, dám ngấp nghé, uy hiếp nữ nhi của hắn, tuyệt đối là tìm chết. Thích Vô Úy chính là con trai duy nhất của Hoành Thiên Đại Tướng Quân Thích Long Đồ. Nam tử trung niên kia lớn tiếng nói, Hoành Thiên Đại Tướng Quân chính là mãnh tướng dưới trướng Cửu Vương, ngươi giết Thích Vô Úy, đây là sông họa lớn ngập trời. Lúc này, tiền binh nhỏ giọng nói vài câu, nghe mấy câu nói đó, sắc mặt nam tử trung niên kinh biến. Ngươi chính là tân sinh vừa mới nhập học hôm nay. Hắn chấn kinh, ngươi có thể miểu sát. Thích Vô Úy, nhân tài như vậy không cần kiểm tra, khẳng định sẽ trực tiếp thu nhận. Cho nên, rõ ràng nắm giữ thực lực mạnh như vậy, còn ẩn giấu tu vi, kẻ này có ý gì? Là cố ý nhằm vào Thích Vô Úy sao? Hay thông qua Thích Vô Úy đả kích Hoành Thiên Đại Tướng Quân, tiến tới nhắm thẳng vào Cửu Vương? Phải biết, mặc dù Thanh Long Hoàng Triều hủy diệt gần trăm năm, nhưng vẫn còn có chút người tặc tâm bất tử, muốn phục hồi. Ngươi là phản quân. Nam tử trung niên trực tiếp nhận định thân phận của Lăng Hàn. Sau khi hắn kinh hãi, hắn vội vàng lấy tinh võng liên hệ các lãnh đạo học viện khác. Có lẽ, người trước mặt không phải hắn có thể ứng phó. Mặc dù hắn là chân ngã cảnh, trong phản quân có không ít hóa linh chân quân, mà Lăng Hàn dám độc thân đến đây, thậm chí ngang nhiên giết người, nói rõ hắn tràn ngập lòng tin vào thực lực của mình. Lăng Hàn bật cười, ta lúc nào trở thành phản quân? Ngươi đúng là khôi hài. Hắn dừng một chút, lại nói, không có việc thì quỳ xuống đi. Quỳ em gái ngươi. Nam tử trung niên không thể quỳ, nhưng hắn là lãnh đạo học viện, từ ý nào đó hắn đại biểu cho Ảnh Nguyệt Hoàng Triều, làm sao có thể quỳ trước phản quân? Ngươi đừng muốn phách lối, Hoành Thiên Đại Tướng Quân đã nhận được tin tức, không bao lâu nữa liền sẽ chạy tới. Hắn trầm giọng nói, nha. Lăng Hàn gật đầu, ánh mắt mang theo sát ý. Nếu Hoành Thiên Đại Tướng Quân vừa tới cũng kêu đánh đòi giết, vậy thì lại giết một người. Đúng lúc này, nơi xa có mười mấy người lao tới, là ai giết đường đệ của ta? Những người này, cầm đầu chính là một tên nam tử cẩm phục, dáng vẻ đường đường, trên người tỏa ra sát khí khó tả làm người ta phát khiếp. Tên thanh niên vừa tới đã quát Lăng Hàn. Nam tử trung niên quay đầu nhìn sang, vội vàng hôm quyền nói, bái kiến Lưu Tướng Quân. Nam tử cầm đầu chính là mãnh tướng dưới trướng Hoành Thiên Đại Tướng Quân, họ Lưu, tên Lạc, mặc dù hắn có tu vi chân ngã cảnh nhưng một đời sát phạt. Chiến lực đạt được rèn luyện, hai người giao thủ với nhau, phỏng chừng hắn sẽ bị chém giết trong 10 chiêu. Lại nói, người ta địa vị trên hắn, cho nên, dù cảnh giới tương tự, hắn vẫn phải cung kính. Lưu Lạc gật gật đầu, ánh mắt nhìn vào người Lăng Hàn, làm tướng lĩnh kinh bách chiến, nhãn lực của hắn rất cao, liếc mắt đã nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Nhưng mà, hắn cau mày, hắn không nhìn thấu tu vi của Lăng Hàn. Chẳng lẽ cảnh giới của người này cao hơn mình? Không có khả năng. Kẻ này mới bao nhiêu lớn, cho dù thiên phú cao hơn nữa, hắn làm sao có thể còn trẻ đã bước vào hóa linh chân quân. Cho nên, hắn áp chế bất an trong lòng. Tiền binh cũng an tâm, ngược lại nơi này có mấy vị cường giả chân ngã cảnh, hắn còn gì phải sợ. Ngươi nhất định phải chết. Chết chắc. Hắn chỉ vào Lăng Hàn. Dám giết đường đệ của ta. Ừ, ngươi thật to gan lớn mật. Mặc dù hắn giận dữ mắng mỏ nhưng trong lòng đang vui sướng khó tả. Bởi vì người nhà họ Thích thưa thớt, thế hệ này trừ Thích Vô Úy ra cũng chỉ có hắn. Hiện tại Thích Vô Úy chết rồi, vậy hắn sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Trải qua thời gian dài, hắn ước gì Thích Vô Úy xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tráng niên mất sớm, thế nhưng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, căn bản không dám động tay chân gì. Không nghĩ tới chính là, hiện tại nằm mơ ban ngày lại thực hiện. Ngươi nói hắn có thể không vui vẻ hay sao? Đương nhiên, hắn vẫn phải làm dáng, mà Lăng Hàn nhất định phải chết, nếu như không xử lý, Thích gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, cười nói, xem vẻ mặt mừng thầm của ngươi, sớm ước gì Thích Vô Úy chết đúng không? Khốn kiếp, ngươi làm sao nhìn ra được? Người trẻ tuổi kia giật mình, nhưng tự nhiên không có khả năng thừa nhận, vội vàng nói, nói hưu nói vượn. Ta và Vô Úy huynh đệ tình thâm, hận không thể chết thay hắn. Lăng Hàn cười cười, nói, bảo ngươi chết thay hắn là không thể nào, ta có thể làm một chuyện, đó là tiễn ngươi đi, chung với đường đệ của ngươi. Lời này quá khoa trương, nơi này có bao nhiêu cường giả đấy. Lưu Lạc nói, người trẻ tuổi, ngươi quá phách lối. Có ta ở đây, ngươi trừ quỳ xuống đất nhận lấy cái chết ra, ngươi không làm được cái gì.
muốn xuất thủ. Tiền binh cực kỳ chờ mong, mặc dù Thích Vô Úy bị Lăng Hàn một chiêu miểu sát, nhưng bây giờ vị Lưu tướng quân này chính là cường giả chân ngã cảnh, như vậy sẽ không giống. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ta giết hắn, ngươi ngăn thử xem. Người trẻ tuổi Thích gia kia đúng là phách lối, hắn chắp tay sau lưng và nói, ta đứng ở đây, ngươi giết ta thử xem. Mấy vị cường giả tọa chấn, chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn sao? Lăng Hàn duỗi ngón tay và bắn một tia ra ngoài, một đạo kình phong bay tới tên người trẻ tuổi Thích gia kia. Lớn mật, Lưu Lạc giận dữ, hắn xuất ra một chưởng muốn đánh tan kình phong. Nhưng mà, một chưởng quét qua, kình phong không bị ảnh hưởng. Cái gì? Phốc, kình phong xuyên qua đầu người trẻ tuổi Thích gia. Người trẻ tuổi kia bất khả tư nghị nhìn Lăng Hàn, đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được chính mình lại chết như thế. Làm sao có thể? Không thể nào. Sớm biết như vậy, hắn đã không trang bức. Trong đầu của hắn có suy nghĩ cuối cùng như thế, sau đó hắn ngã xuống đất, chết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít khí lạnh. T, gia hỏa này mạnh cỡ nào? Hắn muốn giết người, chân ngã cảnh cũng không thể ngăn cản sao? Tiền binh run rẩy, hắn đổ mồ hôi như mưa. Hắn sợ chết. Chân ngã cảnh cũng không thể ngăn cản Lăng Hàn, gia hỏa này mạnh đến mức nào? Chính mình còn dám đi thông báo tin tức, còn nhảy nhót trước mặt Lăng Hàn, hắn đang ngại mạng mình dài sao? Hắn sắp khóc, ngươi trâu bò như vậy, tại sao còn giả mạo thành tân sinh? Qua một hồi lâu, Lưu Lạc mới khôi phục tới, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói, các hạ là ai? Kẻ này có thể là Hóa Linh Chân Quân. Mặc dù Hóa Linh Chân Quân trẻ tuổi như vậy là chuyện khó tin, nhưng cũng chỉ có một khả năng như thế. Nếu không một kích của mình đã có thể đánh tan kình phong, chứ không phải vô dụng như thế. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4944, đây mới gọi là sát khí. Lăng Hàn vẫn không trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Xèo, một bóng người phá không bay tới, sau đó bỗng nhiên rơi xuống đất. Sát khí đáng sợ sôi trào như thực chất, làm cho lòng người lòng sợ hãi. Đây là nam tử trung niên mặc khôi giáp, trên mắt trái có vết sẹo, từ đó làm hắn tăng thêm khí chất biêu hãn. Hắn khoác áo choàng đỏ thẫm, gió đêm thổi áo bay múa, thần uy lẫm liệt. Hoành Thiên đại tướng quân, Thích Long Đồ, bái kiến đại tướng quân. Lập tức, những người học viện kia, bao quát Lưu Lạc đều quỳ trước Thích Long Đồ. Vị này là Hóa Linh chân quân. Hóa Linh cảnh, cho dù đặt ở nơi nào cũng có thể gọi là cường giả, nắm giữ nơi sống yên ổn. Thích Long Đồ nhấc tay, ra hiệu mọi người đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Vừa mới nhìn, hắn kinh hãi, hắn nhìn không thấu Lăng Hàn. Làm sao có thể chứ? Người trẻ tuổi này huyết khí tràn đầy, sức sống kinh người, đó là trẻ tuổi chân chính, có khả năng chỉ mấy trăm tuổi. Nhưng chỉ mấy trăm tuổi đã có tu vi Hóa Linh cảnh, ngồi ngang hàng cùng mình. Việc này làm Trần Phong Viêm biết rõ khẳng định sẽ ung dung nói, ngồi ngang hàng không là gì, có khả năng cả đời không thể ngồi chung với nhau. Thật không nghĩ tới, ngươi trẻ tuổi đã tu hành tới Hóa Linh cảnh. Thích Long Đồ mở miệng, lời nói không giận tự uy. Mọi người đều giật mình, cái gì, Lăng Hàn là Hóa Linh cảnh. Người khác có khả năng nhìn lầm, Hoành Thiên đại tướng quân sẽ nhìn lầm. Trời ạ, trẻ tuổi như vậy đã là Hóa Linh cảnh. Nhưng ngươi cho rằng, tu thành Hóa Linh cảnh thì có thể diễu võ dương oa ở triều ta. Thích Long Đồ cười lạnh, quá ngây thơ rồi. Cái mặc dù là tinh cầu phụ thuộc Ảnh Nguyệt Hoàng, triều nhưng lại là tinh cầu trọng yếu, cho nên mới phái Cửu Vương tọa trấn. Đây chính là cường giả giáo chủ, hơn nữa còn là cấp bậc lục tinh. Có Cửu Vương tọa trấn, yêu ma quỷ quái gì cũng lui tán. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nếu chính chủ đã tới, vậy thì nói đi. Con của ngươi làm sằng làm bậy, ta vì dân trừ hại, ngươi dự định cảm tạ ta thế nào? Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, khóe miệng co giật. Nói đùa cái gì? Ngươi giết con trai người ta, còn muốn người ta cảm tạ ngươi. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Thích Long Đồ cười lạnh, người trẻ tuổi, bản tướng quân thừa nhận ngươi có thiên phú kinh người, trẻ tuổi như vậy đã tu thành Hóa Linh cảnh, nhưng mà kết quả tốc thành chính là căn cơ bất ổn. Bản tướng quân giết người lấy vạn mà tính, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, ngươi có thể chống đỡ sát ý của ta hay không? Vẻ mặt của hắn dữ tợn, oanh, sát khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài,
lập tức làm đôi chân người xung quanh mềm nhũn, tất cả đều ngã ngồi dưới đất. Thật là đáng sợ, đây chính là sát thần. Nhưng sát khí như thế không có ý nghĩa với Lăng Hàn. Hắn lắc đầu, cười nói, đây chính là sát ý của ngươi sao. Thích Long Đồ ngây người, tại sao không có hiệu quả với Lăng Hàn? Hắn chinh chiến xa trường, sát ý như hóa thành thực chất, xung kích như thế sẽ ảnh hưởng võ giả cùng giai. Ngươi, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong lòng lạnh buốt. Lăng Hàn mỉm cười, vậy ngươi cũng thử sát ý của ta. Ông, sát khí xung kích đánh ra. Thức hải của Thích Long Đồ bị phá diệt, ánh mắt tan rã và không còn thần thái. Bành, hắn ngã xuống đất, áo choàng trên người lay động, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hoành Thiên đại tướng quân, đệ nhất mãnh tướng của Cửu Vương đã chết. Dễ dàng như thế, căn bản không có đại chiến, chết vô thanh vô tức. Mỗi người đều giật mình, nhất là tiền binh, không chỉ chân run, thậm chí hắn tiểu tiện không bị khống chế, hắn đã sợ vỡ mật. Ha ha ha, đột nhiên hắn cười ha, ha, ta vô địch thiên hạ, ta là đại đế vô song. Bỗng nhiên hắn bò dậy, vừa khoa tay múa chân, vừa phi nước đại. Điên rồi, hắn đã bị dọa điên rồi. Lăng Hàn mỉm cười, các vị, kịch đã xem xong, còn vây quanh ở nơi này làm gì, muốn ta mời các ngươi ăn khuya sao? Vô ý thức, tất cả mọi người đều lắc đầu. Ăn cái gì ăn khuya, bọn họ hiện tại chỉ mong tránh xa tên sát tinh này càng xa càng tốt. Trước đó không đi, một là bởi vì chuyện này phát sinh quá mức đột phá, chấn kinh đến mức khó khôi phục lại. Thứ hai, đó là không dám, Lăng Hàn có thể miểu sát hóa linh chân quân, hắn không nói câu nào, ai dám đi. Hiện tại Lăng Hàn mở miệng thả bọn họ đi, tự nhiên cả đám đứng dậy chạy đi. Lăng Hàn đánh ra mấy đạo hỏa diễm, cũng đốt sạch thi thể trên mặt đất, những người này có bảo vật gì đó, hắn lười thu. Trở lại trong phòng, hắn bắt đầu truyền thụ đế thuật cho nữ nhi và con rể. Rõ ràng hắn làm đại sự nhưng ảnh Nguyệt Hoàng Triều không phản ứng chút nào. Ba ngày sau, tất cả đều gió êm sóng lặng, không ai tới. Ảnh Nguyệt Hoàng Triều đương nhiên không có khả năng sợ hãi bỏ qua, mà là Lăng Hàn quá mạnh, bọn họ cảm thấy cần chuẩn bị vạn toàn mới xuất thủ, một kích mất mạng. Bây giờ chính là lúc mưa gió nổi lên, Ngân Nguyệt Học Viện đã đóng lại, tất cả học viên rút lui, tránh đại chiến ngày sau đốt thành cho tàn. Lăng Hàn lại mừng rỡ vì thanh tĩnh, căn bản không thèm để ý. Cho dù tất cả cường giả của ảnh Nguyệt Hoàng Triều cùng tiến lên, hắn cũng không sợ, đây là bởi vì thực lực đầy đủ mạnh mới có thể tự tin như vậy. Đương nhiên, ảnh Nguyệt Hoàng Triều chính là khôi lỗi, kẻ thống trị chân chính là Phật tộc, cho nên Lăng Hàn cần quan tâm là Phật tộc, nếu xuất động đại năng cấp tôn giả, hắn chỉ có thể chạy trốn. Nhưng đây mới là bắt đầu, ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng không có khả năng thông báo cho Phật tộc, phải biết, khi đó thời điểm phục kích lão tôn giả Thanh Long Hoàng Triều, Phật tộc cũng không có xuất động cường giả tôn giả. Nếu như động một chút cần đại năng Phật tộc xuất thủ, vậy bọn họ có nhiều lãnh thổ như vậy, bọn họ còn không bận chết hay sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ 8, Lăng Hàn đang nhắm mắt thôi diễn võ đạo của mình, đột nhiên hắn mở hai mắt ra. Rốt cuộc đã đến, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Phía trước có nam tử mặc cẩm bào, đầu đội bằng quan, dáng người thon gầy, trên người còn có bá khí. Ở phía sau hắn là 9 người mặc tăng y, có nam có nữ, đều là quy y, trên đầu đều có 9 vết nhang. Nha, Phật tộc cũng ra tay rồi, ta chính là Cửu Vương của ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Nam tử cầm bào mở miệng, giọng nói rất lớn, ngươi là người nào? Lăng Hàn thở dài, ngươi sẽ không thật dễ nói chuyện sao? Khốn kiếp! Khí thế của Cửu Vương cứng lại, ngươi nói gì, ta đang nói chuyện chính thức với ngươi đấy. Là ai ở sau lưng sai xử ngươi? Hắn áp chế lửa giận, sau đó đổi giọng điệu nói chuyện. Lăng Hàn quá trẻ tuổi, cho nên sau lưng của hắn khẳng định có người, đây mới là điểm làm hắn kiêng kỵ. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4945, trận pháp giết tôn giả. Lăng Hàn gật đầu. Ngươi xem, nói như vậy, nghe không chói tai. Cho nên, nếu thật dễ nói chuyện thì cần gì giả vờ giả vịt. Cửu Vương bắt đầu mài răng, ta vờ vịt hỏi, ngươi không trả lời, hiện tại ngươi muốn cái gì? À, đối phương đang cố ý lạc đề. Cửu Vương giật mình, kém chút bị Lăng Hàn lừa. T, tiểu tử này nhìn thì trẻ tuổi nhưng làm việc quá cay độc, lặng lẽ rời chủ đề câu chuyện. Ngươi không nên ép bản vương động thủ.
Cửu Vương từ tốn nói. Lăng Hàn khoát tay, nếu như ta nói cho ngươi, kỳ thật ta mang hòa bình tới, ngươi có tin hay không? Ha ha, Cửu Vương chỉ cười lạnh hai tiếng. Hắn có tin hay không? Hắn làm sao có thể tin tưởng? Lăng Hàn cười. Ha ha, không tin cũng được, nếu ngươi đã mời người Phật tộc tới, vậy hiển nhiên không có khả năng bỏ qua, còn nói mò làm gì, động thủ đi. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cửu Vương cười lạnh, hắn vung tay lên, những tăng lữ sau lưng bay lên trời, đứng ở chín góc, sau đó bắt đầu ngâm sướng. Lập tức, trên thân Cửu Vương có quang trụ bay lên bay thẳng bầu trời, khí tức của hắn tăng lên rất nhiều. Bí thuật cầu nguyện của Phật tộc có thể giúp người thừa nhận gia tăng thực lực. Cửu Vương vốn là giáo chủ lục tinh, sau khi đạt được gia trì, khí tức của hắn càng tăng lên bát tinh. Tăng lên hai tinh, quá kinh người. Cửu Vương xuất thủ, một trưởng mang theo lực lượng bát tinh, nhưng hắn chỉ đánh ra 6 đạo quy tắc. Lăng Hàn gật đầu, như vậy mới thích đáng, nếu được bí pháp Phật tộc gia trì, Cửu Vương có thể đánh ra 7 đạo quy tắc thì mới thần kỳ. Đến giáo chủ, tác dụng của lực lượng đã kém xa quy tắc. Cho nên, Cửu Vương đạt tới bát tinh nhưng thực lực và chiến lực chân chính chỉ tăng lên nửa tinh, còn không đạt tới thất tinh. Lăng Hàn lắc đầu, vốn cho rằng ảnh Nguyệt Hoàng Triều chuẩn bị nửa ngày sẽ làm ra mánh khóe gì, nhưng bây giờ nhìn xem, hắn thật thất vọng. Giả vờ giả vịt nhiều ngày như vậy, các ngươi cho ta xem chút đồ vật thế này sao? Lăng Hàn lắc đầu, khí tức bộc phát, ba ba ba, trên bầu trời, 9 tên tăng lữ như diều đứt dây và ngã xuống. Cửu Vương quá sợ hãi, đây là chuyện gì? Hắn vội vàng xuất thủ tấn công Lăng Hàn, cũng cấp cho 9 tên tăng lữ thời gian khôi phục thực lực, trọng trấn cờ trống, từ đó lại gia trì lực lượng cho hắn. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, Cửu Vương chỉ là giáo chủ lục tinh, cho dù hắn giảm thực lực xuống 100 lần cũng không thua đối phương. Bành, bành, bành. Hai người chiến đấu nhìn như kịch liệt, thế nhưng Cửu Vương quá yếu, Lăng Hàn không cần nghiêm túc. Sau khi đánh một trận, Cửu Vương liền đánh một kích và thoát ly chiến đoàn, hắn lui ra xa xa. Khải trận, hắn lớn tiếng nói ra, sắc mặt tái xanh. Đây là một chiêu cuối cùng, hắn không muốn dùng tới, ý nghĩa hắn không bằng Lăng Hàn. Nhưng không có cách nào, cũng không thể cứ chiến đấu. Oanh, tia sáng phóng lên trời và hình thành thiên la địa võng. Ha ha, ngươi bây giờ thân hãm trùng vây, ngược lại ta xem ngươi thoát thân thế nào. Cửu Vương cười nói, đây là hãm thiên trận, chuyên chém giết đại năng cấp giáo chủ. Thời gian quá ngắn, hơn nữa Nguyệt Hoa Tinh cũng chỉ có chút tài nguyên, không đủ để bày ra sát trận cấp tôn giả. Lăng Hàn thả lỏng tay sau lưng, hắn chỉ mỉm cười, chơi trận pháp trước mặt trận pháp tông sư như thế, không phải muốn hắn cười rớt răng hay sao. Hắn chỉ cần dẫm vào mặt đất là có thể cải biến địa khí, từ đó đại trận mất đi công hiệu, thậm chí cướp đoạt quyền khống chế đại trận, ngược lại công kích Cửu Vương. Ai, nghĩ lại người mạnh nhất của ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng chỉ là giáo chủ, bọn họ có thứ gì làm hắn hứng thú hay sao? Không thú vị. Hắn xuất một quyền, ầm, đại địa run rẩy dữ dội, cát đá bắn thẳng lên trời, ngay sau đó ánh sáng biến mất. Cửu Vương giật mình, mẹ nó, một quyền đánh nát đại trận. Trời ạ, đây là quái vật gì thế này? Hắn rõ ràng cảm ứng được, Lăng Hàn chỉ là giáo chủ, Lăng Hàn có thể dùng một quyền đánh nát đại trận, đổi thành hắn, hắn có xuất 100 quyền cũng khó đánh tan trận pháp. So sánh với nhau, chênh lệch thật sự quá lớn. Gia hỏa này khổng phe giáo chủ bình thường, cần phải nhờ chuẩn tôn giả ứng phó. Ân, giống như lão tôn giả của Thanh Long Hoàng Triều năm đó. Rút lui, hắn quát một tiếng, hắn muốn dẫn người rời đi. Lăng Hàn cũng không có truy kích, hắn muốn giúp Trần Phong Viêm một chuyện, đó là đánh ngã cường giả của ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Như thế, chờ Trần Phong Viêm lãnh đạo Thiên Hải Tinh độc lập, ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng không thể làm thế nào. Nói thế nào, khi đó Trần Phong Viêm đã giúp hắn không ít, hơn nữa hiện tại càng là vãn bối của hắn, đương nhiên hắn cần chăm sóc một hai. Hắn tiếp tục chỉ đạo Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành tu hành, có thể suy ra, tiếp theo hắn sẽ đi khắp tinh không, không có thời gian lại chỉ đạo người thân tu hành, cho nên nhất định phải nắm chặt từng giây. Có thể nhét bao nhiêu thì nhét bấy nhiêu, căn bản không quản cảnh giới như thế nào. Sau mười mấy ngày, cường giả ảnh Nguyệt Hoàng Triều lặng yên đi tới Nguyệt Hoa Tinh. Có tới 9 cường giả cấp giáo chủ, lại thêm Phật tộc cũng xuất động 5 tên cường giả, tổng cộng 14 tên giáo chủ. Sát chiêu chân chính là trận cơ bọn họ mang theo, nó có thể tạo thành đại trận giết tôn giả. Lăng Hàn thông qua địa mạch quan sát tất cả, hắn cũng không sợ.
Nói cho đúng, hắn không chống lại được chiến lực cấp tôn giả, nhưng mà, nói đến trận pháp, những người ảnh Nguyệt Hoàng triều này có thể so sánh với trận đạo tông sư như hắn sao? Hiện tại thần thức của hắn có thể dẫn động địa mạch, còn muốn bày trận. Ha ha, trừ phi là trận pháp thánh cấp, bằng không chỉ là chuyện cười. Cho nên, Lăng Hàn không quan tâm. Những cường giả giáo chủ kia bắt đầu bố trí trận pháp, mỗi ngày đều đi quanh Ngân Nguyệt học viện. Lăng Hy và Phù Thiên Hành có chút lo lắng, nhưng bọn họ càng tin tưởng Lăng Hàn. Nếu Lăng Hàn không có làm chuyện gì, như vậy hắn đã tính trước, bọn họ lo lắng được gì chứ? 7 ngày sau, trận pháp thành. Lúc này, cường giả ảnh Nguyệt Hoàng Triều đã hiện thân. Người trẻ tuổi, ngươi có dũng khí hơn ngươi. Cửu Vương lại xuất hiện, địa vị hắn rất cao, cho dù có tới 14 giáo chủ nhưng hắn vẫn cầm đầu. Nhưng mà, ngươi tự làm tự chịu, hại cái mạng nhỏ của ngươi. Lăng Hàn lắc đầu, còn chưa giao thủ, ngươi khẳng định như vậy. Hừ, trận này mặc dù không phải trận pháp giết tôn giả hoàn chỉnh, nhưng giết chuẩn tôn giả thì không đáng kể. Cửu Vương cao ngạo nói ra, ngươi đừng nói thực lực của ngươi đã vượt qua giáo chủ. Lăng Hàn lắc đầu, không đến mức đó, thậm chí còn kém xa chuẩn tôn giả. Cho nên, ngươi bây giờ, cúi đầu xưng thần, ta còn có thể lưu cho ngươi một đầu sinh lộ, nếu không cho dù ngươi là thiên tài thì thế nào, người chết cũng sẽ không lưu truyền thiên cổ. Cửu Vương từ tốn nói, oanh, đúng lúc này, đại trận run lên bần bật. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4946, Lão Tôn Giả xuất hiện. Đại địa chấn động, trận pháp lắc lư giống như gặp trọng kích. Chẳng những để đám người Cửu Vương đều chấn kinh, ngay cả Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc. Tình huống như thế nào, hắn chưa xuất thủ mà. Oanh, oanh, oanh. Lực oanh kích đáng sợ ập tới, hơn nữa càng ngày càng gần, giống như có người đang giết vào. Đây không phải ảo giác, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bành, màn sáng bao phủ bọn họ vỡ vụn, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện. Cạc cạc cạc, lũ danh con ảnh Nguyệt Hoàng Triều, không nghĩ tới bản tôn lại trở lại nha. Lão giả cười to, hắn nói năng còn mang theo ngông cuồng. Lúc này, nhìn thấy lão giả kia, người của ảnh Nguyệt Hoàng Triều đều kinh hãi. Trời ạ, đây là lão tôn giả của Thanh Long Hoàng Triều năm đó. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, không nghĩ tới lão tôn giả này còn dám ngóc đầu trở lại. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, lão tôn giả cũng chưa khỏi hẳn, thương thế bị áp chế lại mà thôi. Là ai đang giúp hắn? Lăng Hàn cũng không cho rằng lão tôn giả này có thể tự mình làm được, trong quá khứ mấy vạn năm trước hắn không có làm được. Dựa vào cái gì hắn bỏ chạy thục mạng lại làm được? Cho nên, hắn nhất định phải đến với ai đó hoặc được thế lực nào đó trợ giúp. Ngươi còn không chết? Cửu Vương cắn răng nói, trên mặt mang theo ý sợ hãi. Lúc trước bọn họ thừa dịp lão tôn giả trọng thương, bày ra thiên la địa võng, lúc này mới may mắn giết đến mức lão tôn giả tổn thương càng thêm tổn thương. Vốn cho rằng lão tôn giả dù không có thương tổn nặng mà chết, hắn cũng ở góc nào đó. Trong tinh không liếm láp vết thương, nhưng mà không nghĩ tới lão tôn giả đột nhiên chạy đến tận cửa. Dường như, hắn đã hoàn toàn khôi phục thực lực. Tôn giả đấy, hoàn toàn nghiền ép giáo chủ, bảo bọn họ đối kháng như thế nào. Làm sao có thể? Lão tôn giả cười ha ha, không có cái gì không thể nào. Hiện tại, bản tôn trở về, các ngươi cũng có thể chết đi. Hắn vô cùng đắc ý, vốn cho rằng cả đời không có hy vọng báo thù, nhưng bây giờ... Hắn một lần quay lại nơi này, lấy thực lực nghiền ép quan sát chúng sinh. Đi, đi, đi. Cửu Vương lớn tiếng kêu lên, đừng nói bọn họ chỉ có 15 giáo chủ, cho dù nhiều gấp 10 lần cũng không đánh lại tôn giả. Tôn giả nghiền ép giáo chủ, đây là chân lý võ đạo. Muốn chạy. Lão tôn giả cười lạnh, nếu hắn đã xuất hiện, còn có thể nhìn người ảnh Nguyệt Hoàng Triều chạy hay sao? Hắn xuất thủ bắt lấy đám người Cửu Vương. Oanh! Bàn tay của hắn phô thiên cái địa, hắn là tôn giả. Nhưng bàn tay này vừa xuất hiện, Lăng Hàn đã phát hiện, lão tôn giả chẳng những chưa khỏi thương thế, thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, hiện tại lão tôn giả chỉ có chiến lực chuẩn tôn giả mà thôi. Có thể trấn áp giáo chủ, chiến lực chuẩn tôn giả đã dư xài, thậm chí, nghịch thiên như Lăng Hàn, chiến lực của hắn cũng không sánh bằng. Lão tôn giả cường thế sát phạt, ba, 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 hắn ôm hận xuất thủ, một kích đánh chết một tên giáo chủ, qua vài phút sau, bao quát Cửu Vương,
15 tên giáo chủ đã tử vong tất cả. Ha ha ha, lão tôn giả đắc chí vừa lòng, cuối cùng cũng có thể báo thù. Hiện tại, chỉ cần đánh chết lão hoàng đế của Ảnh Nguyệt Hoàng Triều, hắn cũng quét sạch thù hận. Ân, hắn nhìn về phía Lăng Hàn, đó là một giáo chủ trẻ tuổi. Thật sự quá trẻ tuổi, sinh mệnh chi hỏa hừng hực, nhiều nhất hắn chỉ có mấy trăm tuổi. Chính mình lúc mấy trăm tuổi có tu vi gì? Chú đỉnh hay là sinh đan? Hắn tràn đầy ghen ghét, mặc dù hắn may mắn không chết, nhưng khí huyết thua lỗ quá lớn, dù chữa khỏi tổn thương, cả đời này không thể tiến vào thánh cấp. Nhưng tiểu tử trước mặt này lại có khả năng. Tiểu tử, ngươi là ai? Hắn hỏi, ngữ khí ra lệnh. Không có biện pháp, hắn là tôn giả. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, không có quan hệ gì với ngươi. A, thật cuồng. Lão tôn giả kinh ngạc, tiểu tử này dám nói chuyện như thế với mình. Đây là tự nhiên, hầu ca bị hắn trấn áp, Lăng Hàn làm sao có thể giả vờ cung kính. Thật sự là muốn chết. Lão tôn giả hừ một tiếng, hắn lập tức xuất thủ trấn áp Lăng Hàn. Xèo, Lăng Hàn phát động tinh bộ, mang theo Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành, trong nháy mắt đã đi tới bên kia của Nguyệt Hoa Tinh, sau đó bọn họ tiến vào truyền tống trận quay về Thiên Hải Tinh. Sau khi làm xong tất cả, hắn lại phát động tinh bộ trở lại Ngân Nguyệt Học Viện. Lão tôn giả cau mày, Lăng Hàn lúc ẩn lúc hiện, càng làm hắn không thể bắt giữ vết tích. Đây là thân pháp gì, quá quỷ dị. Thì ra nắm giữ một môn thân pháp kỳ lạ, khó trách dám bất kính trước mặt bản tôn. Hắn nói, nhưng bản tôn thật muốn giết ngươi, ngươi có thể chạy trốn tới đâu? Hắn xuất thủ lần nữa. Lần này, bàn tay bao phủ khu vực càng lớn. Lăng Hàn vung quyền đón đỡ, lão thất phu, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Vừa rồi hắn không muốn tác động tới nữ nhi và con rể, cũng không phải hắn sợ chiến. Thấy Lăng Hàn dám đối kháng chính diện với mình, lão tôn giả tức giận, đây là đại bất kính. Chết! Hắn hừ nhẹ một tiếng, chỉ là giáo chủ, ngươi bị não heo mê muội tâm trí hay sao, lại dám đối kháng chính diện với hắn. Oanh! Nắm đấm đánh vào bàn tay lớn, lại không cách nào đánh phá bàn tay lớn, ngược lại còn bị trấn áp. Bàn tay đánh xuống mặt đất, chấn động làm mặt đất rung động phập phồng không yên, bành bành bành, địa hỏa phun ra ngoài, phát tiết năng lượng cực kỳ đáng sợ. Đây chỉ là tinh thể bình thường, nó làm sao chịu nổi chiến lực chuẩn tôn giả tàn phá bừa bãi. Lão tôn giả kinh, ngạc, bởi vì hắn cảm ứng được, Lăng Hàn cũng chưa chết. Hắn thu bàn tay về, quả nhiên, mặc dù mặt đất bị hắn đánh thành cái hố to, nhưng Lăng Hàn vẫn đứng cao ngạo trong hố. Tê, việc này quá kinh người. Mặc dù thực lực của hắn rơi xuống chuẩn tôn giả, nhưng muốn giết giáo chủ nào cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, Lăng Hàn gánh vác thế nào. Lão thất phu, ngươi cũng chỉ như thế. Lăng Hàn từ tốn nói, hắn thét lớn và tiến hành phản kích. Ông, sát khí xung kích đánh ra, tấn công đối thủ. Lão tôn giả kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trong thức hải bị cái dùi đâm vào, hắn cực kỳ đau đớn. Người trẻ tuổi thật đáng sợ, thần thức công kích lại làm hắn bị thương. Hắn vội vàng dẫn động thần thức ổn định thức hải, sau đó hắn đáp lễ Lăng Hàn. Chỉ bởi như vậy, chiến lực của hắn bị ảnh hưởng lớn. Oanh! Hai người đấu một kích, Lăng Hàn bị đánh bay lần nữa, nhưng thế yếu đã không phải rất rõ ràng. Ngươi thật sự làm ta giật mình. Lão tôn giả uy nghiêm đáng sợ nói ra, hắn cường công Lăng Hàn, song trưởng như búa, mỗi một trưởng đánh ra như thiên địa chấn áp vạn vật. Trên thực tế, công kích của hắn thật sự tạo thành ảnh hưởng lớn lên Nguyệt Hoa Tinh, chuẩn tôn giả quá cường đại. Nhưng Lăng Hàn vẫn không sợ, lão tôn có thể vận dụng cũng chỉ là 20 đạo quy tắc lục tinh, là mạnh mẽ hơn hắn, nhưng còn chưa tới mức đánh giết hắn ngay lập tức. Huống hồ, hắn có vô số át chủ bài, tự nhiên không sợ. Vừa đúng, mượn tay của đối phương ma luyện võ đạo của mình. Lăng Hàn phát động hàn quyền, quyền ý sôi trào, từng quyền đều là cực kỳ bá đạo. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4947, Đế Tộc Tham Dự. Lăng Hàn rất mạnh, nhưng mà, lão tôn giả mạnh hơn. Người ta là tôn giả, dù chỉ có thực lực chuẩn tôn giả, cũng không phải thổi phồng lên. Nhưng mà, lão tôn giả muốn xử, lý Lăng Hàn cũng không được, bởi vì thực lực hai người chênh lệch không lớn. Huống chi Lăng Hàn còn nắm giữ vô số át chủ bài, thậm chí hắn sử dụng năng lượng ngọc thạch, hoàn toàn có thể hại chết đối phương.
Lão tôn giả càng đánh càng kinh hãi, tại sao có thể có tiểu thừa cảnh biến thái như vậy? Quá mạnh mà! Này, lão tôn đến đấy! Trong tiếng quát lớn, chỉ thấy một đạo côn ảnh từ trên trời hạ xuống, cũng đánh vào đầu của lão tôn giả. Hầu ca tới! Lão tôn giả quá sợ hãi, làm sao có thể chứ? Nguyệt Hoa Tinh còn có cường giả tứ cực cảnh. Hắn không phải là người duy nhất hay sao? Hắn không quan tâm tới Lăng Hàn, vội vàng lui về phía sau, hắn tạm tránh phong mang. Đừng nói thực lực của hắn bây giờ rớt xuống chuẩn tôn giả, cho dù hắn duy trì trạng thái đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Hầu Ca. Hầu Ca là ai? Có thể so sánh với thế hệ Hoàng Kim, lại thêm có binh khí dùng thánh liệu tạo thành, một côn này đánh xuống. Cho dù là tôn giả cửu tinh cũng không dám đón đỡ, huống chi hắn chỉ có thực lực chuẩn tôn giả. Một côn của Hầu Ca oanh kích, lão tôn giả liên tục lui lại, hắn bị áp chế hoàn toàn. Là ngươi! Lão tôn giả sợ hãi, hắn nhận ra Hầu Ca. Điểm này cũng không khó khăn, bộ dáng Hầu Ca không thay đổi, 3.000 năm trước và hiện tại không có biến hóa gì. Hơn nữa, xấu xí lại thêm tính tình nóng nảy, từ đó tạo thành ấn tượng sâu sắc cho người khác. Nhưng làm cho lão tôn giả không tưởng tượng được là, qua nhiều năm như thế, Hầu Ca đã thành tôn giả. Khốn kiếp, bình chướng cảnh giới đâu? Ngươi thật sự cho rằng bình chướng cảnh giới là nói đùa sao, không tồn tại, nghĩ đột phá là có thể đột phá. Nghĩ hắn năm đó, đạt tới giáo chủ cửu tinh là bao nhiêu tuổi? 2 vạn tuổi. Chỉ 2 vạn tuổi mà thôi, nhưng hắn nhưng lại bỏ ra dòng dã 1.700.000 năm mới có thể đột phá tôn giả. Hơn nữa, bởi vì tuổi tác quá mức già nua, khí huyết suy bại, hắn rõ ràng có lĩnh ngộ nhưng kém chút thất bại. Cũng bởi vậy, chiến lực của hắn luôn luôn không có cách gì phát huy hoàn toàn, cho nên trong chiến đấu sau đó lưu lại ám thương, chôn xuống họa lớn. Nhưng Hầu Ca thì sao? Không thể so sánh, không dám so sánh. Nhìn Lăng Hàn bên cạnh, hắn càng tức chết, người ta nhiều lắm chỉ mấy trăm tuổi mà thôi. Xoát, một côn quét tới, khủng bố vô biên. Lão tôn giả vội vàng lấy lại tinh thần, hắn liều mạng trốn tránh, căn bản không dám đón đỡ một chiêu. Trên thực tế, dù Hầu Ca không cần binh khí thánh liệu, hắn cũng không dám đón đỡ, bởi vì chiến lực chênh lệch quá xa, hắn tiếp chiêu là phải chết. Nhưng mà, hiện tại hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn, không chống được mấy chiêu. Lão tôn giả sắp khóc, hắn dễ dàng sao? Lúc trước đào tẩu như chó nhà có tang, thật vất vả ngóc đầu trở lại, lẽ ra nên nở mày nở mặt, nhưng ai ngờ lần này lại là thảm bại. Hắn nghiêm túc nói, hầu tử, ngươi cũng biết, bản tôn phụng lệnh ai tới đây hay không? Lăng Hàn cười thầm, quả nhiên, lão gia hỏa này có người trợ giúp. Quản hắn là ai, lão tôn ta một côn quất ngã hết. Hầu Ca không để ý tới, hắn xuất một côn như muốn diệt thế. Đó là Tử Vi đế tộc, lão tôn giả nói. Bản tôn được Tử Vi đế tộc trợ giúp chữa khỏi thương thế, hiện tại, bản tôn cũng phụng lệnh của Tử Vi đế tộc đến đây thu phục Nguyệt Hoa Tinh, cũng khai phá cương thổ. A, dùng đế tộc trấn áp bọn họ, không biết bọn họ đã giết nhiều tên đế tử hay sao? A, Tử Vi đế tộc làm như thế có chỗ tốt gì? Lăng Hàn hỏi, đế tộc cái gì không có, cần cố ý giúp đỡ lão tôn giả thất bại thảm hại hay sao? Hừ, các ngươi biết cái gì? Lão tôn giả lộ ra vẻ mặt cao ngạo, nhưng bị Hầu Ca gõ mấy côn, hắn lập tức co đầu rụt cổ. Tử Vi đế tộc có một vị tôn giả là sắp thành thánh, cho nên muốn thu tín ngưỡng lực nhóm thánh hỏa. Nghe nói như thế, Lăng Hàn đã hiểu. Tôn giả là tứ cực cảnh, trong thức, hải có 4 cái thiên trụ, tiếp trời thông đất, mà muốn thành thánh, bọn họ phải đốt thánh hỏa trên tứ cực trụ, như thế có thể chiếu sáng quy tắc và nắm lấy. Nhen lửa thánh hỏa có 2 loại biện pháp, thứ nhất, sử dụng võ đạo bản thân thiêu đốt, thứ hai cần thu thập tín ngưỡng thiêu đốt. Rõ ràng, sử dụng lực lượng tự thân sẽ lợi hại hơn, hoàn toàn không dựa vào ngoại lực. Nhưng luôn có người kém một chút, không có cách gì dựa vào lực lượng bản thân thắp sáng thánh hỏa, cho nên phải dựa vào thu thập tín ngưỡng. Trên thực tế, có thể hoàn toàn dựa vào chính mình thắp sáng thánh hỏa, đếm khắp lịch sử, trừ đại đế ra, cũng chỉ có một ít thánh nhân siêu cường làm được, ví dụ như Cửu Dương Thánh Nhân. Mặc dù đế tộc nắm giữ lãnh địa bao la, thống ngự vô số nhân khẩu, nhưng đế tộc cũng không chỉ có một thánh nhân. Mỗi khi tăng lên một cấp liền cần đại lượng tín ngưỡng lực, hơn nữa, tín ngưỡng có thể sửa đổi, hôm nay ta tin cái này, ngày mai ta tin cái kia. Cái gì gọi là tín ngưỡng? Tín ngưỡng lực, thứ này cần phải tinh khiết. Hơn nữa, sau mỗi lần thắp sáng thánh hỏa,
tín ngưỡng sẽ khóa chặt thánh nhân, không có khả năng lại bị tôn giả, thánh nhân khác sử dụng. Cho nên, trong lãnh địa của đế tộc, tín dân đã phân phối xong, chỉ có thể đưa mắt nhìn lãnh địa bên ngoài. Phật tộc mở rộng khắp nơi, kỳ thật cũng là vì thu thập tín ngưỡng lực. Đương nhiên, một Nguyệt Hoa Tinh nho nhỏ cách Tử Vi đế tộc rất xa, bọn họ đương nhiên sẽ không xuất ra nhiều khí lực. Vừa đúng, cứu một lão tôn giả, từ đó giúp đối phương thu được lãnh thổ bị mất, từ đó cung cấp tín ngưỡng lực cho đế tộc. Ngược lại nha, cũng không cần đế tộc xuất lực, hơn nữa chỉ cần giúp lão tôn giả đè ép thương thế một chút, cũng không có tiêu hao cái gì. Các ngươi không sợ đế tộc tức giận sao? Lão tôn giả vừa vội vừa giận, hắn đã mang đế tộc ra, tại sao Hầu Ca còn không dừng tay, mà Lăng Hàn cũng không thuyết phục? Tại sao? Phải sợ. Lăng Hàn cười nói, câu hỏi này làm lão tôn giả cũng không biết trả lời thế nào. Các ngươi ngớ ngẩn sao? Đây chính là đế tộc, là bá chủ thiên hạ, có ai không sợ? Các ngươi không sợ chết sao? Nhưng mà, Hầu Ca công kích cuồng bạo mạnh hơn, dường như muốn đánh chết hắn tại chỗ. Phốc, phốc, phốc. Lão tôn giả không ngừng thổ huyết, vì bảo mệnh, hắn không tiếc thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên gia tăng chiến lực, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không phải đối thủ của Hầu Ca, hắn cực kỳ thê thảm. Tử Vi đế tộc ít ngày nữa sẽ đến, các ngươi đều phải chết. Lão tôn giả gào thét không cam lòng. Hắn trở về báo thù, hiện tại thù đã báo hơn phân nửa nhưng hắn cũng góp cái mạng vào, cho nên hắn không cam tâm. Hắn không muốn chết. Này! Hầu Ca hét lớn một tiếng, hắn gia tăng uy lực đánh ra một côn, hào quang vô tận lóe sáng, quy tắc thiên địa hưởng ứng. Bành! Một côn đánh xuống, lão tôn giả không thể ngăn cản, hắn bị đánh thành thịt nát. Các bạn đang nghe truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4948, lại phát hiện tiên thiên linh bảo. Lão tôn giả cũng là một cái tâm ma của Hầu Ca, là kẻ đã trấn áp Hầu Ca mấy ngàn năm. Hầu Ca đã ăn thua thiệt lớn như thế bao giờ? Nếu không phải lão tôn giả còn cố kỵ đấu chiến thánh hoàng chưa chết, sợ vị thánh hoàng này đột nhiên trở về, phỏng chừng Hầu Ca chưa có khả năng báo thù thì bị đánh chết rồi. Việc này cũng làm Hầu Ca phẫn nộ, lão tôn giả đã sớm chạy mất dạng, sau khi Hầu Ca thành tôn giả cũng không biết nên tìm ở chỗ nào. Lần này gặp phải, thật sự không khác gì đi mòn gót sắt tìm không thấy, vô tâm tìm kiếm lại gặp được. Không cần phải nói, khẳng định sau khi Lăng Hy và Phù Thiên Hành trở về, nói ra chuyện lão tôn giả xuất hiện, Hầu Ca không nhịn được và xé rách không gian tới đây. Bọn họ cũng không có đặt lão tôn giả ở trong lòng, chỉ là thực lực chuẩn tôn giả mà thôi, cho Lăng Hàn đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể mài chết, không nhất định phải dựa vào năng lượng ngọc thạch. Chỉ là Tử Vi đế tộc sẽ phái người tới sao? Được rồi, mặc kệ nó. Hiện tại Nguyệt Hoa Tinh không có gì lưu luyến, nữ nhi con rể đã rời đi. Trở lại Thiên Hải Tinh, Lăng Hàn tiếp tục chỉ điểm mọi người tu luyện. Đám người đại hắc cẩu đang chạy tới, Lăng Hàn tính toán hành động kế tiếp, cũng bắt đầu hội hợp với bọn họ. Lăng Hàn chắc chắn sẽ không dùng tới tinh võng, thường ra có thể khống chế tinh võng, bọn họ không thể nói chuyện với nhau, cho nên nếu hắn lên tinh võng chẳng khác gì nói với mọi người là hắn còn sống. Cơ hội khó được, hắn vừa chế tạo ra cảnh chết giả, hắn làm sao có thể cho phép người ta nhìn thấu. Mấy ngày sau, đám người đại hắc cẩu chạy tới. Bọn họ cũng không nhờ Cửu Sơn Thánh Nhân mang tới, thật sự cho rằng Thánh Nhân có thể tùy ý sai khiến sao. Cho nên, bọn họ đi ngang qua, tốn thời gian thật dài. Lần này, người từ trong nguyên thế giới đi ra đều quay lại, các lão bằng hữu tề tụ một đường, nói chuyện những năm qua, cũng phải cảm khái vạn phần. A, Hầu Ca nhìn thấy bảy tiểu oa nhi, ánh mắt sáng lên. Hầu Ca, ngươi phát hiện cái gì sao? Lăng Hàn biết rõ bảy tiểu oa nhi không tầm thường, căn bản không cần tu luyện, thực lực liên tục tăng lên. Tiên Thiên Linh bảo, Hầu Ca nói, a, ngươi đang nói cái gì? Các nàng, Lăng Hàn chỉ vào các tiểu oa nhi. Bảy tiểu oa nhi nhìn sang Hầu Ca, không e ngại chút nào. Không sai, Hầu Ca gật đầu. Thiên đạo thật sự thần kỳ, lão tôn cho rằng Tiên Thiên Linh bảo đều là loại hình hồ lô, không nghĩ tới lại biết hóa thành hình người. Chờ chút, Hầu Ca nói không sai chút nào. Bảy tiểu oa nhi đều xuất hiện trong hồ lô. Lăng Hàn biểu lộ xấu hổ, kỳ thật sức sáng tạo của thiên đạo rất nghèo nàn, hiện tại bị Hầu Ca đoán chuẩn. Kỳ quái, dường như các nàng bị tổn thương.
cho nên lại biến thành bản thể, từ đó dựng dục lần nữa. Hầu Ca nói, bảy tiểu oa nhi mờ mịt, vẻ mặt rất đáng yêu. Lăng Hàn rung động, nói, năm đó thiên hải tinh lớn hơn hiện tại rất nhiều, cấp bậc tinh thể cũng càng cao. Đã từng có thánh nhân trú đóng, nhưng nơi này từng kết nối với âm phủ, từng có đại lượng âm hồn xuất thế, từ đó tạo thành thánh vẫn. Có lẽ, các tiểu oa nhi tham dự trận chiến đấu này, kết quả bản thân trọng thương nên biến thành bản thể, một lần nữa bị thiên địa tẩm bổ. Hầu Ca gật đầu, rất có khả năng như vậy. Không nghĩ tới đám tiểu oa nhi còn có lai lịch như vậy, mặc dù Lăng Hàn suy đoán cũng không nhất định chuẩn xác, nhưng các nàng lại là tiên thiên linh bảo, hoàn toàn cùng đẳng cấp với hạt châu trong tay hắn. Khó trách các nàng sinh ra đã có các loại thần thông. À, cảnh giới của các nàng luôn luôn tương tự với mình, có phải các tiểu oa nhi thừa nhận hắn, cho nên trong tối tăm có liên hệ với nhau. Tiên thiên linh bảo, cực hạn chính là thánh cấp. Cho nên, chỉ cần hắn thành thánh, bảy tiểu oa nhi sẽ thành thánh cấp. Thật châu bò, xuất hiện tám thánh nhân, trừ đế binh không nói, có đế tộc nào dám bức bách bọn họ. Nghĩ lại cũng cảm thấy rất chờ mong. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Lăng Hàn mua một cái liên tiếp khí tinh võng. Trước đó hắn không dám kết nối tinh võng để tránh bị đối phương tra ra tin tức. Hắn xem nơi nào có đấu giá hội siêu cấp. Trong tay hắn nắm giữ bảo dịch gia tăng sức sống rất mạnh, ách, nên gọi là cường hóa dịch đi. Hắn dự định bán cho những lão tôn giả, lão giáo chủ huyết khí suy bại, đổi lấy tiên dược và bảo vật ẩn chứa tiên khí. Bảo vật chuyển hóa thành thực lực của mình, như vậy mới dùng hết tác dụng của nó. Thật khó. Có lẽ do Lăng Hàn, Dương Dịch Hoàn đả kích lớn lên các thế hệ hoàng kim quá lớn. Tất cả đại đế tộc quyết định gia tăng tinh lực bồi dưỡng thế hệ hoàng kim, cho nên bọn họ tổ chức một đấu giá hội cực lớn, mời người trong thiên hạ tham gia. Dùng danh nghĩa đế tộc tuyên bố, cuộc bán đấu giá này nhất định công bằng, công chính, tuyệt sẽ không thể có chuyện ẩn bên trong. Hơn nữa, cho dù ngươi là người tội ác tày trời, chỉ cần ngươi mang theo bảo vật tới tham gia, sẽ không có ai gây bất lợi cho ngươi. Tất cả đều chờ kết thúc đấu giá hội rồi nói sau. Nhìn thời gian, còn sớm, còn hơn một năm đấy. Không phải đế tộc không muốn làm sớm, mà là tinh không quá lớn, cho dù nhận được tin tức, bọn họ chạy tới cần mất bao nhiêu thời gian. Dù tinh võng kết nối toàn tinh không, nhưng mà trong bí cảnh vẫn chặt đứt tín hiệu tinh võng, phải đợi người ta đi ra mới nhận được tin tức. Cho nên, thiết lập kỳ hạn một năm chuẩn bị cũng đã là rất ngắn. Lăng Hàn hưng phấn, hắn muốn tham gia thịnh hội như thế. Đế tộc làm như vậy, tương đương muốn dùng lực toàn bộ tinh không gia tăng thực lực cho thế hệ hoàng kim, mau chóng đạp lên thánh vị. Cho nên, Lăng Hàn đương nhiên cũng phải nắm chặt thời gian, bằng không chờ thế hệ hoàng kim thành thánh, khi đó rất phiền phức. Hắn thương lượng cùng Hầu Ca một chút, hai người quyết định nửa năm sau sẽ rời đi. Đúng rồi. Lăng Hàn nói tới chuyện phía trên đạo quả có xiềng xích màu đen quấn quanh cho Hầu Ca biết. Hầu Ca chính là hậu đại của Thánh Hoàng, bản thân lại là tôn giả, kiến thức của hắn rất uyên bác. Sau khi Hầu Ca nghe xong cũng khiếp sợ, đây là cái quỷ gì? Cho lão tôn vào xem. Hầu Ca nói một tiếng, thân thể thu nhỏ và tiến vào thức hải của Lăng Hàn. Ách, ngươi nói vào là vào, cũng không thương lượng với ta. Vạn nhất ta có bệnh thích sạch sẽ thì sao? Lăng Hàn nhổ nước bọt, sau đó ai thán, hắn bị tỉnh hạo nhiên ảnh hưởng không nhẹ. Một lát sau, Hầu Ca lại xuất hiện. Huynh đệ, lão tôn cũng không biết nói thế nào. Hầu Ca lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, nhưng chỉ sợ không phải một tin tức tốt. Nói thế nào? Lăng Hàn hỏi. Xiềng xích này dung lượng có hạn, nhưng đạo quả của ngươi không ngừng phát triển, cho nên... Hầu Ca ngừng lại. Lăng Hàn đã biết rõ, đạo quả trưởng thành, xiềng xích không thay đổi, chỉ có hai khả năng. Một, xiềng xích bị căng nứt. Hai, đạo quả bị trói buộc, không cách nào lại trưởng thành. Nhưng phải biết, xiềng xích màu đen chính là thiên kiếp hình thành. Thời điểm Lăng Hàn đột phá, thiên kiếp động tĩnh lớn như vậy nhưng không gây ra tổn thương cho hắn, cho nên muốn nói xiềng xích màu đen dễ dàng bị căng nứt, có đánh chết hắn cũng không tin. Các bạn vừa nghe xong tập 494 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.